시키야? 혹시 공룡들 잡아 먹어요 그냥. 공룡들? 네. 제가 아까 공룡이 나는. 민찬아, 응? 공룡은 어디 있는지 찾아봐라. 어디 있을까요? 어디? 저 건물 안에. 어, 아, 나 멀리 안 가. 나 멀리 안 가. 나 nhìn. có dân, có dân. dân sống, dân sống luôn. Mấy bà bác đang đang dọn cỏ kìa. Xin chào cả nhà đang xem kênh Bước Chân Hàn Quốc nha. À, bữa nay hai mẹ con của mình lại đu đưa nữa nè. À, bữa nay hai mẹ con của mình á, à, đi xuống công viên ở với Tú có với Thầm Ni á, cũng ở gần, chạy tới cũng mười mấy cây số mới tới á. Nhìn xa nè, cái chốt muộn tới đâu à. Bữa nay đi vô đây, đi vô đây coi mà ở trong này bữa nay đang xây sửa cái gì lại nên là không có được đi vô, khóa cửa rồi. Bữa nay đi chơi ở ngoài thôi, trời nắng mà tính đi vô bên trong tham quan mà không có được vô rồi, giờ phải ở ngoài thôi. Ra ngoài này ngắm mấy con khủng long. Nhìn cho nè, con nhân kìa. Rồi con nhân đi đâu rồi ạ? Hả? Cứ con nhân này chờ giúp xin mất chứ à? Thả ra làm cháu về mất chứ. Anh gần mấy con khủng long này lắm. Tên con gì cũng biết hết trơn, mình không biết. Mình không biết khủng long. Chỉ biết là khủng long thôi chứ không biết tên gì luôn. Mình trên thì gần lắm. Bữa nay mình đi ở đây ngay ngày thường á. Cho nên là không có ai, không có người đi nhiều. Chứ mà mình đi ở thứ bảy chủ nhật á thì người ta hay đưa con nhỏ ra đây á chơi nhiều lắm. Đi mấy cái ngày thường này vắng quá à. Với lại giờ đang vào mùa hè á, học sinh cũng nghỉ hè nè, rồi mấy công ty cũng được nghỉ hè á. Ở bên Hàn Quốc này á, vào tháng 7, tháng 8 này á là được nghỉ hè, công ty là mỗi một người sẽ được nghỉ 3-4 ngày gì á, có công ty cho nghỉ cả tuần á, công ty của chồng mình á thì được nghỉ một tuần luôn á, nên người ta hay đi biển, tắm biển đồ chơi lắm, tại vì mùa nắng này mới đi biển tắm biển thôi chứ mùa lạnh với mùa mát á đi biển lạnh lắm nên người ta không có đi, tranh thủ vào mấy ngày này thôi. Wow. Ở đây có hồ sen nè. Miếng cá nè. Giờ anh có thấy dẹp của ta. Ui. Cuối cùng cũng được ngắm sen rồi nè. Bữa hổm tính đi xuống dưới kia ngắm sen ở Cơn Chu á, nhưng mà mình với ông chồng mình nghỉ không có trùng ngày á, cho nên là không có đi được. Có sen nè. Wow. Mùa hè này đi rau, rau này nó mát mẻ gì đâu á. Bữa này nắng nhưng mà không có gió á, mà đi ở trong này á cũng thấy nó mát nữa. Ở đây có cái võng, ở đây văng cột vô mấy cái gốc cây này, giấc trưa là ngủ một giấc ngon lành luôn, mát mẻ nè. Nghe tiếng ve kêu ru cho ngủ luôn. Ủa, con nhóc à, bên trên chá và mơ có đó. Con
cho là dễ ý lắm rồi hả? Hả? Ừ. À, ý lắm rồi. ウトラサウルス。ウトラサウルス。リフェベさんね。30m。あ、30m。おいや、顔てばめだ。おい、もうそう。あ、ちょっと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 、ちょ
快去看面纱啦！ở đây cũng có cái đường đám sen nữa nè, nhìn đẹp. Cây này nó có chùm trái, trái gì vậy ta? Hả? Cây này cây mà vậy nó chà vào bò rồi. Dục xích vậy? Con chỉ công nhân để chà vào bò thôi. Con không được. Ôi mùi sâu rồi đã. Cô đó. Ở gì? Ờ cô đó. Nhà tiranu tauru là bắt đầu rồi. Ôi thế kì. Như mưa hả? Dạ tao sao lên chào bà mật á? Ừ đâu? Dạ nó yên. Khi lắng tao gặp đồ lạc tao kì đồ yêu. Ừ. Ui. Ờ, nam mươi món nè. Yo, aku kata. Mencana. Ya, aku kata.
Akuda. Cái con này. Nhìn ở phía sau thì gian như gian cá sấu. Thôi đi. Cái mùi á. Vậy đó mùi á. Ha, cho là mong luôn rồi á. Bữa nay mình chăn đi tính đi xuống dưới này đi vô trong kia chơi mà bữa nay trong kia nó sửa chữa cái gì đóng cửa thôi không có vô trong kia được, đi một vòng ở ngoài á đi mới có tí xíu à, bây giờ nắng quá giờ đầu về rồi. Bây giờ phải đi về thôi, đi tưởng đâu vô trong kia chơi được, ai về bữa nay không vô được rồi. Hẹn cả nhà bữa khác đi, mình đi vô trong đó mình quay cho cả nhà coi nha. Mình cũng không biết ở trong kia có cái gì nữa mà Minh Chan rồi đi vô trong đó chơi á. Bữa nay thì không đi được rồi. Bây giờ thì Ngọc xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video. Cả nhà thấy hay nhớ cho Ngọc một like, chia sẻ nha. Dạo gần đây á thì có mấy bữa trước Ngọc không có ra video đầy đủ được á, tại vì Ngọc thay đổi công việc á, cho nên là cái thời gian của nó không có, mình chưa có tiếp ứng được với công việc mới á, cho nên là thời gian á mình không có mình chanh đang kêu mình, cho nên là mình có mấy ra video hơi trễ một tí. Mong cả nhà thông cảm cho Ngọc nha. Mong là cả nhà luôn thương yêu và ủng hộ cho kênh YouTube của Ngọc nha. Bây giờ thì Ngọc xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo. Bye bye.